Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm xăng nâng Heli của công ty Cenovum Bình Minh. Thì hôm nay em Phúc ở bên công ty Cenovum Bình Minh xin phép để giới thiệu tới quý anh chị cái dòng sản phẩm xăng nâng điện 4 tấn dòng G3 series của Heli. Đây là chiếc 4 tấn dòng G3 series của Heli. Và trên thiết bị này đang được trang bị một bộ công tác, đó chính là bộ kẹp Belklem. Đây là bộ kẹp cắt kết nhá. Đây. Con tem cắt kết đây, cái cắt kết này, chìm này, đây là tem của xe đây, tem kẹp đây, đấy, sản xuất năm 2021 này. Thiết bị này mới 100% nhá. Hiện tại em đang quay video này là vào ngày 20/6/2021 và thiết bị này là được xuất xưởng vào tháng 4/2021, nghĩa là mình mất 2 tháng để mà hoàn thiện thiết bị, kiểm tra thiết bị và đưa về Việt Nam. Thì ngoài bộ Belklem này ra thì thiết bị đang được trang một bộ khung, đó chính là khung ZM400 này. Đây là khung chuyên công ZM400 nhé, để đảm bảo cho việc chiều cao nâng tự do được đảm bảo. Và bộ Belklem của cắt kết này là nó có thêm cái bộ mâm xoay này, nghĩa là nó có thể xoay được 360 độ. Thì em sẽ thao tác ở quý anh chị có thể xem. Đó. Thì em sẽ sử dụng tem xe để giới thiệu thiết bị này một chút. Đây. CPD40 là thể hiện xe nâng điện 4 tấn này của Heli này. Đấy, GB3 là model của thiết bị này. Thì đang là sử dụng bo Emotion của Trung Quốc này. Đấy. Đây tấm tải trọng nâng là 4 tấn này. Đấy, 4 tấn này. Motor với nguồn điện là 80V này. Đấy. Đấy, nó sẽ sử dụng 3 motor điện. Thứ nhất là motor nâng hạ, thứ hai motor di chuyển và thứ ba là riêng thiết bị này nó khác với cả các xe nhỏ là nó có thêm một motor trợ lái là 2,5 kW, còn hai motor này 20 kW và 26,5 kW này là motor nâng với cả motor di chuyển. Đấy. Đây sẽ là cái số khung này, số khung sẽ được dập chìm ở trên xe này, thì đây là cái tem thể hiện thôi. Đây xuất xưởng vào tháng 4/2021 đây. Đấy, quý chị có thể thấy. Đó. Đấy. Đấy. Bánh thì hiện tại là nó đang được trang bị là 4 bánh đặc, gồm 2 bánh trước và 2 bánh sau. Đấy, cùng với cả hệ thống xi nhan, đèn cảnh báo đầy đủ luôn. Đấy, đây bao gồm là đèn cảnh báo này, đèn xi nhan này, đấy, đèn chiếu sáng vào ban đêm này, và cái này cũng là đèn này. Đấy, thì em bật lên là nó sẽ sáng này. Ghế là đang được trang bị ghế gammer của Đức nhá, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức này, rammer này, rất là êm, mọi người có thể thấy ngồi uống rất êm. Tí nữa là mọi người em ngồi là mọi người có thể thấy. Và đây là hộp để đựng tài liệu này, gạt lên này, gạt lên cái nó ra, rất chi là tiện lợi. Đó. Đây là sẽ là cần điều khiển này, bao gồm là cần số này, có điều khiển là bao gồm cần số này, đấy, còn 3 chế độ này. DES này thể hiện là 3 chế độ trung bình này, nhanh này và chậm này. Đấy. Đấy, còn đây là cái nút nguồn điện này. Nếu gặp nút đây xuống thì sẽ tắt hoàn toàn nguồn điện này. Đó. Còn đây là cái xi nhan này cùng với cả hệ thống đèn chiếu sáng này. Đó. Cả đây là xi nhan này, cả số xi nhan này, chiếu sáng và vặn này. Tương đối đơn giản. Đây sẽ có trên thiết bị này sẽ được trang bị thêm cổng sạc USB nhá. Đấy. Cổng là người chỉ có thể sạc điện thoại cần dùng này. Đó. Đây là sẽ là cái màn hình hiển thị này. Đây là chìa khóa này, bật chìa khóa lên ra đây thấy cái màn hình này. Vào cặp này. Thì xe này. Đó. Đây là hệ thống tay điều khiển này. Cái này là nâng hạ này. Đấy, nó có hiển thị ở trên đây nâng hạ này, nghiêng ngả khung này, đấy, đổ khung. Cái này là xoay 360 này. Đó. Còn cái này là để kẹp này, đấy, đóng kẹp mở kẹp này. Và đây sẽ là cái phanh thắng tay này, thắng tay của quý anh chị có thể thấy. Và đây là gương chiếu hậu này, và cùng hệ thống đèn chiếu sáng nữa này. Đấy. Được trang bị đầy đủ với cả giống như các thiết bị xe nâng điện bình thường thôi. Đấy. Bên này sẽ là cái bình ắc quy này. Ắc quy này sẽ là ắc quy 80V và 600Ah nhá, đảm bảo cho phục vụ Cơ thiết bị được phục vụ được 6 đến 8 tiếng hoạt động liên tục, đảm bảo một ca làm việc công việc của quý anh chị. Thì nếu như mà quý anh chị mà cần sử dụng lâu hơn đấy, thì bên em có option ác quy để sử dụng cho 10 đến 12 tiếng. Nhưng mà em sẽ không khuyến cáo và sử dụng cái ác quy sơ cua hay là sử dụng nhiều hơn thế. Tại vì là ngoài cái bình ác quy sử dụng ra thì nó còn có liên quan đến motor điện và bo mạch. Thì những cái đấy nếu mà hoạt động lâu thì nó nóng, nó rất nóng và nó sẽ nhanh bị xuống cấp đấy. Thì ngoài ra thì đối với cả xe điện thì mọi người hay hỏi bên em là cái này có tác dụng đến gì. Thì cái này nó sẽ là có tác dụng, đó chính là ống khí để tản nhiệt ra đấy, thì là một cái hở để cho tản nhiệt ở cái ắc quy và motor ra, thì đảm bảo hơn thiết bị nó hoạt động. Thì em giới thiệu về motor một chút này. Đây là bàn đạp chân ga kẹp chân phanh này, chân thắng này. Đấy, em tháo cái lớp cao su này ra, lật cái này lên là mọi người có thể thấy được motor điện này. Đó. Đấy, có một motor này. Đấy, gồm motor di chuyển này. Đấy, mọi người thấy motor nâng hạ này. Đó, gồm ống thủy lực các thứ này, bơm thủy lực nữa này. Đấy, còn đây là motor trợ lái này. Đó, mọi người thấy motor trợ lái nó bé thôi, nhưng mà nó đảm bảo cho việc di chuyển nó thoải mái hơn, đánh lái nó dễ dàng hơn. Đấy, mình chỉ có tạo. Thì hiện tại bình thường xe bên em, mọi người hay hỏi xe bên em là thường nó có màu đỏ với cả màu cam, nhưng mà tại sao hôm nay nó về màu vàng? Thì là đây là do yêu cầu option màu của khách hàng trùng với cả công ty. Đấy, thì là bên em đồng ý và nhập tiếp màu vàng này vào cho quý khách hàng. Đây là hệ thống cầu sau này. Cầu sau của Heli thì được thiết kế với sự ổn định và khả năng chịu lực cao. Đây là được các hãng Cenovum của Nhật và của nước ngoài tin tưởng và đầu tư sử dụng. Đó. Ngoài ra thì đối với cả dòng này bên em cũng có trang bị hệ thống SAS cân bằng tự động này. Ít đơn vị xe hơi Trung Quốc có cái loại này, là giúp cho quý anh chị có thể đánh lái trong cái khúc cua và trong cái lúc mà di chuyển nhanh cách an toàn, thì nó sẽ chủ động là hạn chế cái tầm đánh lái và hạn chế được tốc độ lật khi mà mình đi vào khúc cua. Đấy, thì đối với cả các thiết bị xe điện của bên em thì đều có sẵn với ở kho từ 1 đến 3,5 tấn rất là nhiều. Quý anh chị có thể đến tham khảo kho bên em tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội hoặc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì để biết thêm thông tin chi tiết hay là cần tham khảo thêm về các dòng sản phẩm Cenovum Heli thì mời quý anh chị cứ liên hệ với em Phúc qua số điện thoại 0988 703 570. Thì em rất chân thành được hỗ trợ phục vụ và tư vấn cho quý anh chị. Sau đây em xin phép được thao tác thiết bị để mà quý anh chị có thể thấy rõ hơn được cái khả năng vận hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của công ty Cenovum Bình Minh. Cứ nâng hạ xong rồi xuống tí nó bắt đầu quay. Đóng mở kẹo đấy Phúc. Nâng ơi, Phúc ơi, nâng ơi thôi. Heli, lifting the future.